Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm à, Trong video của ngày hôm nay em có về được một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của nhà Citizen à, Con này hôm nay về có một con hàng trưng bày thanh lý Và một con hàng đã qua sử dụng lướt Đó. Ở à, Chiếc này thì nó sẽ có cái mã là AT3035 gạch ngang 54E Con này thì giá niêm yết của nó khoảng tầm 12-13 triệu hàng mới các bạn Còn đây là một con hàng trưng bày chưa dùng đó. Bên này thì nó là một con đã qua sử dụng lướt rồi Hàng cũng còn lướt rất đẹp Thì em sẽ trên tay với các bác chiếc hàng lướt trước nhé Để kiểm tra cái tình trạng của chiếc này xem sao Con này nó cũng còn đầy đủ cả hộp rồi các bác Đầy đủ cả hộp sổ thẻ Tình trạng thì có sức răm nhẹ rồi Sức một chút Khung vỏ viền thì cũng còn khá là đẹp Và có một tí sức ở trên dây và trên khóa Đó trên này thì em đánh giá nó còn khoảng đâu đây tầm 90% về ngoại hình. Khoảng 90% về ngoại hình. Đường kính sai mặt của nó ở đây là khoảng size 43,4, 43,5, dày là 13,3 và lắc tu lắc em đo được ở đây là 50,2. À, size này nó sẽ dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó to to một chút Như con này thì sẽ hợp với các bác nào mà cổ tay khoảng tầm 16 năm trở lên Đến khoảng 17, 18, 19 à, Đeo chiếc này rất đẹp và phù hợp thích nó đề mi vàng và thể thao như thế này. mặt số của nó màu xám nhé, nó sẽ có hai cái lòng. Ở lòng bên trong thì chúng ta sẽ có 12 hai bộ uh, lòng bên ngoài nó sẽ chứa 12 bộ cọc số, còn cái lòng bên trong thì nó sẽ là bộ kim và các cái sub dial nhỏ ở bên trong. Cả, các bạn ở đây sẽ có ba cái ô sub dial đầu tiên thì nó sẽ là cái lịch thứ ở bên góc này, Đó, lịch thứ và cái chế độ chronograph này, lịch ngày dưới này nó là ô chức năng các bác sẽ có cả TME này, chỉnh giờ này, bấm giờ thể thao này, cân kim và ơ lam là báo thức. Con này có cả báo thức nhé. Giờ 24 tiếng chỉ báo giờ ngày giờ đêm ở bên cái góc 10 giờ kia. Dạ quang ở trên chiếc này thì nó sẽ có đầy đủ cả ở trên thân kim và trên các cái thân cọc số thì đều có dạ quang để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn giờ vào buổi tối. Đó. Đầy đủ dạ quang để các bác dùng. Con này thì nó có cả lịch vạn niên tự động chuẩn đến năm 2099. Mặt kính của nó là kính sapphire nguyên khối nhé, Mà đây nó là vành benzene đo được vận tốc tachymeter. viên này và cái ba cái núm chỉnh này nó sẽ được mạ PVD màu vàng và có cả G bảo vệ núm đó. Chạy bằng pin năng lượng. Đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên chiếc này sử dụng bộ máy Citizen E610. Uh, Japan Movement và K in China Cái bản này nó được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Citizen Đặt tại Trung Quốc và làm cho thị trường đồ địa nhật trước này Chống nước 200m pin Eco Đó Máy E610 pin năng lượng các bạn nhé Đi kèm nó sẽ là một bộ dây thép đúc đặc Con này nếu như mà các bác muốn thay sang dây da Thì nó sẽ sử dụng cỡ dây trên này nó là 23 Và dưới khóa của nó là khóa 20 Dây 23-20 Em sẽ lên thử ở trên cổ tay 17 Chiếc này nó là một chiếc khá là thể thao Con này thì còn đầy đủ hộp mắt đã thừa Mắt hiện tại đang đủ cho tay 18 Trong hộp nó còn đủ mắt đấy các bạn Đủ cho tay 19, 20 Như con này thì anh em chỉ cần tay khoảng 16 trở lên đây. Là đeo sẽ vừa và đẹp Dòng này thì nó rất là bền Chính xác Chạy bằng pin năng lượng Kính là kính Sapphire Đó. Của Citizen nhé size 43,5 cần anh em có cổ tay vừa và tay to ở trên này hiện tại đang có mức giá là 4 triệu 850 nghìn và mã của nó là 8372 4 triệu 850 nghìn cho chiếc này các bác mà đang quan tâm về yêu thích chiếc này thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm à, đây là một con hàng lướt còn ở đây thì em có một con hàng còn mới nguyên con này thì nó là hàng trưng bày thanh lý còn nguyên siêu và con này thì nó có giá là 5 triệu 950 nghìn đó, còn mới nguyên siêu nó đắt hơn khoảng một triệu tất nhiên là cái giá này nó là giá hàng trưng bày các bạn còn mới thì nó khoảng tầm uh, hơn chục triệu con này cơ đó thì hôm nay em săn được cả một con hàng trưng bày con này nó chỉ khác nhau về tình trạng thôi con này thì chưa qua sử dụng một tí nào các bác nào mà thích uh, mang đi tặng hoặc là thích đeo những hàng chưa qua sử dụng thì chơi con này còn các bác nào muốn uh, tiết kiệm hơn một chút thì chơi con kia các cái thông số đều giống hệt các bác nhé chỉ khác nhau mới về cái tình trạng thôi mắt dây còn nguyên đó và em sẽ lên trên tay 17 chiếc này. Một chiếc rất đẹp của Citizen. Và hiện tại thì đồng hồ Quang Lâm cũng đang về giao lưu với các bác chiếc này là 5.950.000. Còn con hàng lướt này nó là 4.850.000 có một chiếc trưng uh, bày và một chiếc đã qua sử dụng. Các bác yêu thích chiếc nào và cảm thấy chiếc nào phù hợp với mình thì có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm. ở à, trên website thì các bác có thể đặt hàng trực tiếp ở trên website hoặc là alo cho bên em cho các đầu số như là hotline 0834 này, 696699 hoặc là qua 23 Nguyễn Công Hoan để lên tay trực tiếp những mẫu đồng hồ này. ở à, đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi về video của ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.